Hello, xin chào mọi người nhá. Trân trọng giới thiệu anh em lô đất cực đẹp nhá. Đây là trục đường trục chính thôn 3 Tân Xã anh em nhá. Hay gọi là đường kim bông đấy. Đường nhựa ở ngay mặt ngoài kia anh em nhá. Đường nhựa đây anh em nhá. Đấy, đường nhựa ngay đây. Từ đây ra đến đường nhựa chỉ có 100m anh em nhá. 100m là đến đường nhựa nhá. Đấy, bên cạnh đây thì là đang xây nhà trọ anh em nhá. Đang xây cái nhà trọ rất là to anh em nhá. Đấy. Và cái nhà này thì mới xây xong này, vừa cái nhà trọ đây vừa mới xây xong này, 5 tầng anh em nhé. Đấy, đây, bên cạnh dân cư rất là đông nhé. Đấy, quá đẹp luôn anh em nhé. Đấy, lô đất đây anh em nhé. Lô đất đây đây anh em nhé. Lô đất đây anh em nhé. Đường rất rộng anh em nhé, đường này hai ô tô tránh nhau ok anh em nhé. Từ đường nhựa vào đây chỉ có 100m anh em nhé, 100m thôi. Đấy. Lô đất đây anh em nhé, lô đất đây nhé, rất đẹp anh em nhé. Đấy. Đường rất rộng anh em nhé. Và nó có nhu cầu thì alo nhá. Đấy, đường rất rộng anh em nhé. Đường rộng hai ô tô tránh nhau vô tư nhá. Đấy. Từ đường 84 vào đây chỉ có 100m anh em nhé. Đấy. Lô đất đây nhá. Lô đất đây anh em nhá. Đấy. Ngang 5m anh em nhá. Ngang 5m. Đường rất rộng nhá. Đường rộng. Rồi, lô đất đây anh em nhá. Rất đẹp nhá. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở trên màn hình nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.